Galaxy và bản tin hôm nay sẽ bao gồm các nội dung nổi bật sau đây. Hà Nội triển khai lấy mẫu xét nghiệm hơn 14.600 shipper. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 17 ổ dịch, không phát sinh ổ dịch mới trong vòng 7 ngày qua. Tại Bình Dương, người dân vùng đỏ đậm không được ra khỏi nhà trong vòng 15 ngày. Bản tin tối ngày 21 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết, số ca mắc cả nước tiếp tục lập kỷ lục là 11.321 ca, có 7.428 ca ghi nhận trong cộng đồng. Bình Dương tiếp tục là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 4.505 ca. Theo sau đó là thành phố Hồ Chí Minh với 4.084 ca, Tiền Giang 589 ca, Đồng Nai 551 ca, Long An 393 ca, Đà Nẵng 197 ca, Đồng Tháp 109 ca. Trong vòng 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng thêm 2.767 ca, tại Bình Dương tăng thêm 2.400 ca, thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm 709 ca, Tiền Giang tăng 222 ca, Đồng Nai, Long An tăng lần lượt 135 ca và 26 ca. Tính đến 18 giờ ngày 21 tháng 8, theo số liệu công bố của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 336.707 ca mắc COVID-19. Số ca mắc trong nước từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 332.626 ca. Đã có 137.313 ca đã được chữa khỏi và 7.540 ca đã tử vong. Để tiếp tục khoanh vùng khống chế dịch, thành phố Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 14.600 người giao hàng bằng xe máy. Nhóm shipper được xét nghiệm lần này thuộc 3 công ty dịch vụ chuyển phát nhanh, gồm công ty cổ phần Vina Capital Việt Nam, công ty Thuận Phong, công ty giao hàng nhanh. Mục tiêu trong đợt 2 này, thành phố sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để bóc tách F0 tại các khu vực vùng đỏ, khu vực có nguy cơ, khu vực trọng điểm và những ổ dịch mới phát sinh. Ngoài ra, lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ cao, căn cứ theo yếu tố dịch tễ, các đối tượng di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều. Ngoài shipper thì nhóm người nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong đợt 2, còn có người bán hàng tại các chợ truyền thống, nhân viên bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại, người bán hàng tạp hóa tại nhà, nhân viên bán xăng, bán thuốc tại các quầy thuốc, nhân viên công ty môi trường đô thị trực tiếp thu gom rác. Dự kiến trong đợt 2 này, thành phố sẽ tiến hành lấy 1 triệu mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time RT-PCR. Cho đến trưa ngày 21 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, tính đến nay đã có hơn 170.000 trường hợp mắc COVID-19 phát hiện tại thành phố, trong đó phần lớn là nhiễm trong cộng đồng, chỉ có 407 trường hợp là người nhập cảnh. Các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang điều trị cho khoảng 34.250 bệnh nhân, trong đó có khoảng 2.194 trẻ dưới 16 tuổi, 2.281 bệnh nhân nặng đang thở máy và 18 người phải can thiệp ECMO. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 17 ổ dịch COVID-19 đang diễn tiến và trong suốt 7 ngày qua không phát sinh thêm ổ dịch mới. Từ ngày 23 tháng 8 tới, thành phố sẽ tăng cường thực hiện 5 giải pháp để kiểm soát dịch bệnh. Thành phố đề nghị người dân cần bình tĩnh, yên tâm thực hiện 5K, vaccine, thuốc, không tập trung mua gom hàng hóa, thực phẩm. Thành phố đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nêu trên. Tổ chức các trạm y tế lưu động để chăm sóc sức khỏe cho người dân tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC đề nghị khẩn trương tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19 cho người trên 65 tuổi nhằm đảm bảo bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho nhóm người có nguy cơ cao mắc COVID-19 nặng, bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân và tổ chức các hình thức tiêm lưu động để tăng khả năng tiếp cận với người cao tuổi và đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội. Sở Y tế thành phố giao cho HCDC tiếp tục phân bổ hơn 146.000 liều vaccine cho thành phố Thủ Đức và các quận huyện để tổ chức tiêm cho người trên 65 tuổi. Theo số liệu từ cổng thông tin tiêm chủng COVID thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 3 cho đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được cho hơn 5,1 triệu người. Nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từ 0 giờ ngày 22 tháng 8, người dân thành phố Tân An, tỉnh Long An sẽ không được ra khỏi nhà với lý do mua hàng thiết yếu. Tỉnh Long An sẽ tăng cường xử lý nghiêm các điểm bán hàng tự phát, không giấy phép kinh doanh, bán hàng ngoài danh mục. Theo đó, người dân chỉ ra đường trong các trường hợp thực sự cần thiết như là tiêm vaccine, xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu của chính quyền địa phương, các trường hợp cấp cứu. Kể cả việc mua thuốc cũng phải liên lạc qua điện thoại hoặc phải ghi phiếu yêu cầu gửi cho đội phản ứng nhanh, đội xung kích, tổ COVID cộng đồng, khu phố để được hỗ trợ thực hiện. Còn tại Bình Dương, cũng từ 0 giờ hôm nay ngày 22 tháng 8, người dân ở 11 phường của thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên sẽ thực hiện ai ở đâu ở yên đó trong vòng 15 ngày. Đây là những phường được xác định là vùng đỏ với nhiều ca F0. Trong thời gian thực hiện khóa chặt đồng cứng này, chỉ có lực lượng nhiệm vụ mới được ra đường và tiếp cận với người dân. Thường trực tỉnh ủy Bình Dương cũng yêu cầu trong 11 phường có nhà xanh, điểm xanh, các địa phương phải có những phương án tổ chức khóa chặt những điểm này để bảo vệ an toàn dịch bệnh. Trong khoảng thời gian 15 ngày, các cơ quan chức năng sẽ xét nghiệm sàng lọc nhanh, tách F0 ra khỏi cộng đồng. Ngành y tế sẽ triển khai huy động lực lượng để lấy mẫu trong vòng 5 ngày đối với 11 phường của hai địa phương, theo phương án lấy mẫu quét nhiều lần vào ngày thứ nhất, thứ ba, thứ năm,
thống nhất kết quả xét nghiệm ngày thứ nhất và ngày thứ ba sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh và kết hợp RT-PCR, và kết quả xét nghiệm ngày thứ năm sẽ sử dụng PCR để khẳng định F0. Song song với đó, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã phân bổ vaccine đợt thứ 21 và 22 cho các địa phương để tiếp tục tiêm cho người dân và công nhân trên địa bàn của tỉnh. Trong đợt này, Bộ Y tế đã phân bổ cho tỉnh Bình Dương hơn 265.000 liều vaccine COVID-19, gồm 250.000 liều AstraZeneca và hơn 15.000 liều Pfizer. Trước đó, tỉnh Bình Dương được Bộ Y tế phân bổ 544.060 liều vaccine. Số vaccine này đã được phân bổ về các địa phương để tiêm đồng loạt cho người dân, công nhân. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương hy vọng sau khi được tiêm vaccine, tỉnh sẽ có thể kiểm soát dịch bệnh tốt và phấn đấu trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1 tháng 9.